tính hả? Bảo dưỡng xe Exciter 135, 5 số con tay từ tiệm xe Khánh. Làm nồi luôn nha nè. Làm nồi thay nhông thêm dĩa, thay bố thắng đĩa trước sau. Thay nhớt. Anh em nào muốn bảo dưỡng xe Exciter cứ qua tiệm xe Khánh ha. Đó địa chỉ 462-15, đường 3/2, phường 2, quận 10. Máy móc ngã tư Thành Thái 3/2 kế bên hông ở siêu thị Sài Gòn nha nè. Đây thay nhông thêm dĩa vàng luôn nha nè. Xin dĩa vàng DD. Anh em ở xa có thể gửi xe hoặc mua hàng ha. Liên hệ Khánh, số điện thoại Khánh 0389910535. Rồi, chào tất cả anh em.